Xin kính chào tất cả các quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Fucoidan hỗ trợ điều trị ung thư. Fucoidan đã được sử dụng ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ. Nhờ tác dụng tuyệt vời của Fucoidan trong hỗ trợ điều trị ung thư, rất nhiều các bác sĩ cũng như bệnh nhân ở trên thế giới và Việt Nam tin tưởng sử dụng trong suốt quá trình chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác này. Vậy Fucoidan là gì? Fucoidan là một loại hợp chất được lấy từ phần nhớt chỉ có ở các loại tảo nâu như kombu, mekabu, mozuku. Trong các loại tảo này chỉ có tảo nâu mozuku có nguồn gốc từ vùng biển Okinawa là nguồn cung cấp Fucoidan tốt nhất. Tảo nâu mozuku chứa nhiều Fucoidan và chứa hàm lượng nhóm sunfat trong phân tử cao nhất, cũng như tiêu diệt tế bào ung thư tốt nhất. Vậy tảo nâu tên tiếng Anh là Bronze Algae, tiếng Pháp là Phaeophysae, còn tiếng Nga là Burie Vodorosly, tiếng Trung là Hứa Giàu Đáng và tiếng Nhật là Mozuku. Tảo nâu là loại tảo biển đa bào, bao gồm nhiều loại rong biển sinh sống trong vùng nước ở Bắc Bán Cầu lạnh. Nó đóng vai trò quan trọng trong môi trường biển, cả về làm thức ăn và ổn định môi trường sống. Nó có thể dài đến 60 mét, tức 200 feet, và hình thành nên các rừng tảo bẹ lớn dưới nước. Đặc điểm có thể nhìn thấy khiến tảo nâu khác biệt với tất cả các loài tảo khác là có màu sắc đặc trưng từ xanh ô liu đến nhiều sắc độ nâu khác nhau, phụ thuộc vào lượng fucoxanthin có trong tảo. Chúng có thể thay đổi màu sắc tùy thuộc vào độ mặn. Nó sẽ từ đỏ chuyển đến là nâu. Theo các nhà nghiên cứu, tỷ lệ ung thư, mất trí và bệnh tim mạch tại những hòn đảo thuộc tỉnh Okinawa phía cực nam của Nhật Bản là rất thấp. Tuổi thọ trung bình của người dân nơi đây là rất cao. Theo Savi Tokyo, tảo nâu không chỉ là nguyên liệu làm nên các món ăn nổi tiếng Nhật Bản, mà còn là thực phẩm có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ điều trị ung thư, tim mạch, tăng cường đề kháng, nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Tác dụng cụ thể, thứ nhất, nó kích thích và thúc đẩy quá trình tự chết, tiếng Anh là apoptosis đấy, của các tế bào ung thư. Tác dụng thứ hai của nó là tăng cường hệ thống miễn dịch cho toàn bộ cơ thể, chống hình thành u bướu, chống oxy hóa,
ngăn cản và ức chế sự tạo lập các mạch máu mới, từ đó cắt đi nguồn cung cấp dinh dưỡng cho các tế bào ung thư. Tác dụng thứ ba, làm giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Tác dụng thứ tư, làm giảm sự hình thành huyết khối. Tác dụng thứ năm, ngăn chặn tổn thương trên gan, cải thiện khả năng chuyển hóa, hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể. Đặc biệt, qua nghiên cứu nhận thấy Fucoidan tuyệt đối an toàn với sức khỏe, không gây tác dụng phụ. Bệnh nhân đang trong quá trình điều trị ung thư hay cần hỗ trợ điều trị kết hợp với các phương pháp điều trị khác. Người muốn phòng chống bệnh ung thư, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể là sản phẩm phù hợp với người trưởng thành muốn bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể, duy trì sức khỏe và độ dẻo dai. Cách dùng viên uống Fucoidan. Theo nhiều kết quả nghiên cứu về hàm lượng Fucoidan được tiến hành bởi Viện Nghiên cứu Fucoidan NPO, là tổ chức nghiên cứu lợi ích của Fucoidan tại Nhật, đã chỉ ra rằng liều lượng Fucoidan cần thiết cho cơ thể là ít nhất từ 1 đến 2 gram Fucoidan hàng ngày để chống lại các bệnh liên quan đến người già, duy trì sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, và ít nhất từ 3 đến 6 gram Fucoidan để chống lại bệnh ung thư và các khối u ác tính. Liều dùng Fucoidan chi tiết như sau. Liều dự phòng, uống 3 viên một ngày với nước lọc hoặc nước ấm. Liều hỗ trợ điều trị. Thông thường, liều dùng Fucoidan trị ung thư sẽ từ 6 đến 12 viên một ngày. Nên uống sau khi ăn từ 30 phút đến 1 tiếng. Dùng Fucoidan 3 lần một ngày vào các buổi sáng, trưa, tối trước khi đi ngủ, giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể, chống chọi lại các tế bào ung thư. Nên uống Fucoidan bằng nước lọc ấm thay vì sữa hay các loại nước ép hoa quả để viên uống Fucoidan được hấp thu tốt nhất. Có thể sử dụng Fucoidan cùng các loại thuốc chữa bệnh khác theo chỉ định. Lưu ý, không nên gộp hai thứ thuốc uống cùng nhau, nên uống cách nhau từ 30 phút đến 1 tiếng. Người bị loãng máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng Fucoidan, bởi vì Fucoidan có thuộc tính làm loãng máu, ngăn ngừa cục máu đông, làm giảm nguy cơ bị bệnh tim. Bằng việc tuân thủ theo chỉ định điều trị y học hiện đại, sử dụng Fucoidan trước, trong và sau quá trình điều trị ung thư theo chỉ định để chiến thắng ung thư, người bệnh cần kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp với bệnh nhân ung thư, đảm bảo cơ thể người bệnh luôn đủ chất, khỏe mạnh, tâm lý vui vẻ, suy nghĩ tích cực và tập luyện các bài tập khí công phù hợp để nâng cao thể trạng. Hãy giữ vững niềm tin
và tuân thủ đúng các phương pháp điều trị để có chất lượng và thời gian sống tốt nhất. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chúc các quý vị mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt.